Hôm nay mình sẽ đi qua bên chỗ làm bô lấy con Monster 796. Hiện tại là làm bô xong rồi. Bây giờ mình sẽ đo cái phi của cái phuộc để mình coi thử coi cái chẵn ba có thể móc được hay không. Thì chủ xe vô cái option cái phuộc trước của ông liền luôn rồi. Thì cái cây này mấy bạn hỏi là phuộc của xe gì, thì mình thường là nếu mà mình lên cà phê thì mình sẽ lựa những cái cây phuộc ưu liền mà nó có chiều cao gọi là tương ứng chứ không phải là cái cây nào vô cũng được đâu, nó phá hình cái xe. Hiện trạng của cái cây này là gọi là cũng gọi là super lay new mấy bạn ha, từ chân cẳng rồi các cái luôn, cái đầu à, đẹp cái sợ em. Hiện tại là cái phi zin của thằng Ducati Monster 796 là cái phi ở trên hết chẳng bay trên đó, nó là 50, còn ở dưới hình như là nó là 52 hay 53 vậy. Mà bây giờ cái phục ưu liền này là cái phi ở trên nó là 57, trên là 57, ở dưới là 58, trên là 57, dưới là 58. Nếu mà trên 57 dưới 58 thì cái phi của mình phải ở trên là hồi trước mình chạy CNC cái thước chẳng bay trên là 54 rồi. Nếu mà mình móc ra 57 là mình móc ra 3 ly, là mỗi bên móc ra 1 ly rưỡi, còn 58 ở dưới là một mỗi bên mình móc ra tới 2 ly rồi. Quan trọng là cái thớt của mình, cái thớt chẳng bay trên dưới của mình nó có chịu nổi hay không. Nếu mà trong phạm trù mà cái thịt của mình còn 6 7 ly là ok, còn cái thịt của mình mà còn cỡ 5 ly đổ xuống là thua, nó yếu, nó chịu không nổi nha. Ý là mình không có hàng giống như con ghét thì hồi bữa mới làm mình sẽ uống uống một con ghét luôn. Đúng rồi, em sẽ uống nó coi chữ S không trơn cho anh luôn. Nếu mà có chữ S của anh ấy, có chữ S em sẽ cái đó uống khó hơn đấy. Thì cái đó giá nó sẽ vào khoảng tầm 16 triệu rưỡi. Còn nếu mà cổ full mà đi thẳng ra thì nó là 14 triệu rưỡi. Mỗi quan trọng nữa là của anh mỗi cái chuyện là cái này em sẽ lấy cái này là 9 triệu. Còn cái
Thấy anh chạy con CB rồi 600 hoa. Lại con hồi bữa mà làm cái phút clip on KMOXT nhớ không? Anh nhớ. Bây giờ nó sẽ làm cái phút clip on đi lại theo cái thế duyên là chọn lại từ dưới đây luôn. Mà cái bô nó nằm cặp bên hông. À không. Được. Thì em coi maximum cho anh là khoảng tầm bao nhiêu rồi. Tại vì thứ 7 là phải giao tiền cho nó. Hôm nay là thứ 4. Mà anh cái xe đó anh cần anh ôm hết một ngày để anh đi nhận rồi. Nếu mà cần thiết thì mai em sẽ làm cho anh. Cái này em mua về em cũng lên. Cái gì? Ở đâu bán đó không? Ở đây đó, ở tiền tẩu ghế này. Cái đầu cũ đó không? Đầu cũ đó. Lên một cái cụ bia để cho em nó uống lên trên cái xe. Thì là cái chốt nó bắt gì nó bắt sườn.
Đi kiếm cây trợ lực sườn đi. Trợ lực sườn nha. Rồi. 52. Rồi. 52 để hỏi nó có ưu liền được không. À, quà rồi, mẫu mẹ rồi. Bắt gì? Hay là muốn bắt cây trợ lực vậy? Bắt gì nha. Chứ còn cái đeo, cái nó dài dài ra giống như xe rồi.